Duy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì tới lịch đi lên Vũ Hán để xiết răng. Thì bây giờ Duy sẽ đi ra ngoài chợ để bắt xe lên Đại Giả. Rồi từ Đại Giả sẽ đi tàu điện đi lên trên Vũ Hán. Và bây giờ Duy đi nha cô chú. Hiện giờ thì Duy đã lên trên tới Đại Giả rồi. Bắt taxi đi qua bên nhà ga. Ở tao bày cha. Từ đây mà đi ra nhà ga là 20 tệ. Khi đi tới nhà ga xong rồi Giang Huệ ra đó và hai đứa cháu sẽ bắt đầu đi. Di đã đến nhà ga Đại Giả rồi. Đợi Giang Huệ tới nữa thì đi vô trong lấy vé. Bây giờ còn tới 30 phút nữa. Ngay phía trước nhà ga thì có một tượng đài. Khu vực phía trước là rộng. Trời lạnh rồi, sáng mùa sương mù mà thích chưa? Cái chuyến tàu của Di á là 7:45. Giờ Di đi vô trong kia đợi đi. Đây một hồi á, đi lên trên Vũ Hán thì đi theo cái hướng này nè cô chú. Đợi Giang Huệ lâu quá, Di đi vô lấy vé luôn rồi. Cái chuyến của Di bắt đầu là 7:46. Cô chú anh chị thấy Giang Huệ chưa? Nó tới rồi đó. Giờ hai chén cháu rồi đi vào bên trong. Hôm nay Di đặt vé tàu, ngồi ở khu vực ở phía trên, ngồi ngay cửa luôn. Tàu đang chạy với vận tốc 227 km/h. Bây giờ là 8:41 rồi, theo dự kiến là 8:25 tới. Nhưng mà cái đoàn xe phía trước á, nó gặp trục trặc. Nên là cái đoàn xe của Di đi thì nó sẽ chậm hơn. Bây giờ nhiều người nói bây giờ trễ thời gian rồi, không biết như thế nào. Người ta đang sắp xếp cái chuyện tiếp cho khách này, người ta đi tiếp. Hiện giờ thì Di đã xuống nhà ga ở Vũ Hán rồi. Ở Vũ Hán thì có 4 nhà ga. Tùy theo mỗi đợt, mỗi chuyến á, thì Di sẽ đi xuống cái nhà ga khác nhau. Thì bây giờ Di đi vô trong cái khu vực này á, để đi thêm 2 trạm tàu điện ngầm nữa thì mới tới bệnh viện nơi mà Di khám. Di đem theo đúng cô chú nên là mỗi đợt mà đi qua cái đó kiểm tra đều bắt Di uống một ngụm nước hết. Đi xuống đây để đi tàu. Vẫn còn thời gian nên là không có trễ. Thank you.
Cô chú anh chị nhìn thấy cái chạm này quen không? Cái này Di hay đi nè. Bây giờ Di thêm một chạm nữa thì mới tới. Hồi nãy là đi phía bên kia, bây giờ đi phía bên này. Please pay attention to your safety. You'll have passengers on line course. Please mind the platform gap. Xuống cái trạm này đi, đi thang máy đi lên phía trên là tới bệnh viện luôn. Đây cái trạm tàu á, khách lên xuống nên là cái lượng người đi ra đây rất là đông. Chị thấy gì tiện nha cô chú, ăn uống gì cái xuống, mới vừa xuống tàu đói bụng cái ăn luôn, khỏi cần đi đâu xa. Sữa mà? Sữa mà? Sữa mà? Sữa mà? Để chứ là khởi gì? Sữa mà? Ờ. Khu vực nhà ga phía dưới, ở dưới bán ăn uống luôn. Rất là đông. Cái khoa găng hàm mặt là ở trên lầu 8. Bây giờ Dân Huệ lấy hộ chiếu của Di, nó đi lấy phiếu cho Di rồi. Hôm nay Di người rất là đông. Thì chứ đi vô bệnh viện cái thấy cảnh người bệnh, cái nhìn thấy hết ham muốn gì luôn mình. Ba lầu tôi xin mời走. Điện xá xí. Vừa đi tới nơi á, thì tới số thứ tự của Di. Di đi vô đây làm luôn. Làm xong như vậy thì hôm nay sẽ được về sớm. Giờ này thì Di cũng làm xong rồi cô chú. Ở đây cà phê pha rất là thơm. Di mua một ly. Bây giờ ba vé xoài thì mua vé tàu là 12:28. Giờ 12:10 mấy các bạn. Giờ này giờ trưa nên là rất là vắng rồi cô chú. Công nhận này nó rộng thiệt. Đi mệt chết vậy. Mây rỉnh à. Rồi nhìn thấy rồi phía ngoài. Mười hai giờ 17 còn kịp mà. À.
giống hoe luôn. Nhà ga này giờ này rất là vắng. Đây rồi ta. Chỉ vậy à? Ô xì. Ô xì à? Còn 7 phút nữa. Phải làm vừa đông thì nó dễ nhau rồi. Tới nhà ga Đại Giả rồi. Chị thấy phía trước đó có mấy người mặc đồ tang á. Hồi nãy ở trong đây có người mất á, người ta đem cho cốt về. Người nhà ga đông. Giờ này đi về tới nhà cô chú ơi. Bà nội phơi. Phơi bông này. Giờ bà nội gom vô. Ngày mai phơi nữa. Phơi thêm 1-2 ngày nữa cho nó khô nó gáo hết. Rồi mẹ của Văn Huệ với Văn Huệ về lấy đem lên trên Đại Giả để bỏ vô gối vô mền. Hồi bữa trưa ông bác về đây ăn cơm, có mua cá về. Hồi nãy Duy có mua con cá về nữa, nhưng mà bà nội đi làm ăn cá này trước đi, cá kia ăn sau. Hồi trưa giờ mua 3 con mà ăn có 1 con, bây giờ còn 2 con nữa. Có món khoai tây của bé xòi nữa nè. Cái là con cái thải tư, thường thường còn như thường thường vậy. Chào lời. Cái thải tư cho cú đây là. Xin nhãn cô nhãn là dâu xin nó lên sư phan đó chứ bà. Tết năm nay là sẽ qua nhà ông bà bác ở bên kia đó cô chú. Nên là ông bác ở trên thành phố về sửa lại cái bếp ở dưới đây. Để Tết năm nay con cháu sẽ tập trung qua nhà bên bà bác để ăn cơm. Tại vì bếp của bà cũng cũ rồi. Ông kêu thợ lại sửa chữa lại bếp nè, rồi làm cái bồn rửa tay để cho sạch sẽ. Làm gì em trả tiền cho người ta. Chị thêm bổ vô hủy lại nhà anh vô hủy mà. Nhà hủy lại là thì lại là biết cò quay hoàng mà em mới nhả lên nhả lên. Không phải vô là chị nể. Nhà mới chứ còn đừng có chị nhà chị nhà chị nể phải vô đôi sào à. Ông bà chú, chú ơi, ông bà ăn cơm chưa? Rồi con ăn chưa? Chưa nữa. Bà nội đang nấu. Tay gì đeo vòng nhóc hết trơn à? Vòng... Vòng chứ... Vậy mua... Chưa tâm đó. Vậy trước tâm quen đó. À, chị thích con ngoan. Con ngoan là ông bà cô chú mới thương con, mới thích con biết không?
Bạn của con đó hả xoài? Bạn con tên gì? Bạn chó con tên gì? Thân con chó. Đụng chó xong là hồi phải đi đâu? Xin chào Bufa là. Hãy xua mô quả là tưởng phải xí xô. Đừng bia đừng mà ra chơi xí xô. Hôm nay bà nội làm món cá kho. Bà nội thấy chụm lửa vô nhiều nhiều chó thật, nó ngon. Chơi cho chị làm xuyên. Rồi nó nói hai chị ở ngoài kia cứ gọi nó là 2 tuổi 2 tuổi, nó 3 tuổi rồi mà mấy chị cứ nói nó 2 tuổi. Con hôm nay con mấy tuổi? 3 tuổi. Áo làm gì ướt vậy? Áo làm gì ướt nhẹp hả? Để rửa tay ướt hả? Tên số gì? Hào quà. Mẹ lấy cái ghế cao lên cho con ngồi nha. Bên này đổi qua cái bàn này ngồi ăn. Lấy cái ghế kê lên cho con ngồi ha. Tôi cần bao. Bao nè. Bên này cái này. Ghế. Con khoai tây chiên đó con nè. Ở đâu khoai tây xào. Mẹ cho con lấy đi. Ừ. Trong Huệ còn ngoài đây nói chuyện nữa. Chồng Trong Huệ đưa về xong đi làm nữa rồi. Má sư phán. Thôi. Thôi. Sư phán. Sống rồi mà hắn tự làm cho rồi. Mọi người đã hỏi con nhau rồi nè, lâu rồi là hồi xưa đi bà gì cái này gấp đôi nhỉ, gấp đôi mình có chế của người bác khoa thỏ đi để ở trên mộ là phải nè, còn phải đang gấp trở qua mộ là thỏ. Chiều nay Dương cầm hồi mấy tháng trước của Dương hai cái răng hàm ở trên đây cuối cùng nè, bác sĩ không có gắn mắc cài để kéo lại. Tới ngày hôm nay lên bữa nay thì mới gắn thêm hai cái mắc cài hai bên vịt lại, bởi vì nó đau. Đau ăn nó ê chứ. Lần đầu đi làm cũng đau, đau qua ngày thứ hai là ăn uống lại bình thường. Vậy là đi điền răng tới bây giờ là được 4 tháng rồi. Đi điền răng ở đây thì không có còn tốn kém chi phí gì nhiều. Tại vì cái tiền phí điền răng thì nó bắt đầu điền như đóng mất rồi. Bây giờ mỗi tháng đi một lần chỉ tốn tiền xe với tiền ăn uống thôi. Đi tàu xe thì cũng không có nhiều tiền. Như cái vé đi lên trên Vũ Hán thì tàu gì cũng có mấy chục tệ rồi. Rồi đi tàu điện ngầm thì một đợt vậy thì cũng có mấy tệ thôi. Nên là mỗi tháng đi thì tốn thời gian chứ chi phí thì cũng không có tốn nhiều nữa. Mua ra các chồng à, nhà anh được học cái gì? Mua chưa được gà, mua chưa được gà, chồng à, chồng có nhà anh làm không? Giang ra sổ cá là rất dân hiệu đấy. Hả? Cá bơ nhiều quá. Cứ anh đang ngó ra chồng à, bữa nay sổ cá là rất dân hiệu đấy. Cái mồ, cứ tao mồ chả đúng không? Tao mồ nấu nhỏ. Cái gì? Cái gì chưa ăn nhỏ rồi cô em? Tao mua ông bà tư chút, tại xin đi nấu của mẹ tao. Bye. Cái lấy cái sư lâu nữa chịu không? Sẽ xảy cái sư.